xin chào các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì mạch phân tầng chuyên dùng cho loa chép đã về hàng cũng như là luôn có sẵn để phục vụ anh em nào mà đang cần tìm một mạch phân tầng để lắp vào những cái chiếc loa chép của mình. Thì những cái mạch phân tầng này nó sẽ giúp loa chép của mình rất là nhiều những cái việc, những cái bé sử dụng âm thanh thì nó sẽ tránh được những cái tạp âm không đáng có ở bên ngoài, để giúp cái loa chép nó sẽ nghe hay hơn, sạch hơn. Đấy, cũng như là đặc biệt của những cái dòng phân tầng này, nó sẽ giúp bảo vệ cho cái chiếc loa của mình nghe lâu hơn, bền hơn. Thì mẫu mạch phân tầng T3 cũng như là mẫu mạch phân tầng T5, thì hai cái mẫu mạch này các bác mà theo dõi kênh em lâu á cũng biết về hai cái mẫu này. Thì mẫu mạch phân tầng T3 cũng khá là thông dụng, quen thuộc rồi. Thì cái mẫu mạch phân tầng T5 này thì ở những cái đợt trước các bên em không về được hàng, cũng như là một cái mẫu mạch phân tầng T5 này được nhiều anh em dùng và phản hồi lại là rất là thích về cái chất lượng của nó mang lại cho cái chiếc đầu chép cũng như là độ bền của nó. Đấy, thì em vừa về được những cái một cặp phân tầng như thế này, em làm clip liền để cho anh em nào mà đang có chiếc loa chép nhưng mà chưa có những cái mạch để lắp vào á thì có thể tham khảo thêm cái mạch này. Thì em sẽ giới thiệu từng loại cũng như là cho các bác có thể xem và tham khảo để xem mình phù hợp với chiếc phân tầng nào. Thì những mạch phân tầng bên em thì bên em luôn nhập về từ những cái nhà máy, nên là về cái chất lượng của những cái linh kiện phụ kiện trên đây đều rất là tốt này, cũng như là những cái sợi dây bên em hàng vào để cho các bác về đấu vào những cái chiếc loa chép của mình cũng là những cái đạn dây rất là xịn. Đấy, thì đây là mạch phân tầng T3 khá là nhỏ gọn. Dinh mạch nó sẽ bao gồm cả là một cái trở xứ nè, một con tụ cũng như là một cái cuộn đồng. Thì những cái linh phụ kiện trên đây mỗi con đều có một cái chức năng riêng để giúp cho loa chép của mình tránh được những cái tạp âm không đáng có từ bên ngoài, cũng như là đặc biệt là sẽ bảo vệ loa chép của mình, tăng cái tuổi thọ cho loa chép sử dụng lâu hơn. Và trên mặt nó sẽ có những cái ký hiệu như là đường T. Cái đường T này các bác sẽ vào loa chép, và đường in này các bác có thể đấu trực tiếp vào âm ly hoặc là sau cái cọc ba trong thùng của mình đều được. Đấy, thì hai các bác muốn lắp như thế nào. Nếu mà các bác mua bản mạch như thế này về thì bên em luôn có sẵn những cái đoạn dây chờ để cho các bác có thể dễ dàng hơn thao tác tại nhà, cũng rất là dễ, như là em có vừa hướng dẫn cho các bác. Đường T sẽ là đường vào loa chép nè, đường in sẽ là vào đường cọc loa hoặc là âm ly. Đấy, mạch phân tầng T3 210.000 trên một cặp. Đấy, và tiếp đến là mẫu mạch phân tầng T5. Thì mẫu mạch này rất là anh em thích về cái chất lượng của nó truyền tải. Đấy, thì nó cũng sẽ như cái mạch phân tầng T3 thôi, nhưng mà về cái chất lượng này nó sẽ, chất lượng những cái con này nó sẽ tốt hơn chút xíu. Đấy, đó là lý do tại sao mà rất là nhiều anh em khi mà sử dụng con này rồi phản hồi lại bên em rất là tốt, rất là hay. Đấy, lâu lắm rồi em chưa về được cái mẫu này, thì hôm nay vừa về em giới thiệu lại để cho các bác nào mà đang cần tìm á, thì đây có thể về lắp vào những cái chiếc loa chép của mình. Lấy trên mặt đều có những cái linh phụ kiện như là chở xứ nè, một phần đồng cũng như là con tụ. Đấy, rất là chất lượng, nó sẽ giúp cho loa chép của mình cản đi được những cái tạp âm không đáng có nè. Đấy, ra đúng giải tầng của cái loa chép nghe hay hơn, âm thanh sẽ trong sạch hơn. Đường T thì đường vào loa chép, đường in và đường vào cái thùng loa sau hoặc là âm ly. Đấy, em nãy em có vừa nói về cái mạch phân tầng T3, nó tương tự với mạch phân tầng T3 thôi, và cái chất lượng thì nó sẽ tốt hơn chút xíu. Đấy, và cái mạch phân tầng T5 bên em này có giá là 250.000 trên một cặp. Và những cái mạch phân tầng dành cho loa chép như thế này rất là phù hợp với nhiều cái dòng loa chép khác nhau, các bác có thể về để thay thế cho những cái mạch phân tầng ở nhà nghe không hay hoặc là đã bị cháy. Đấy, thì các bác có thể về để lắp vào và thay thế cho những cái mạch phân tầng đó. Thì vừa rồi em cũng báo giá hai cái mạch phân tầng này cũng là giới thiệu sơ về nó cho các bác có thể tham khảo thêm. Thì các bác có thể liên hệ với một số điện thoại là 0935980281, hoặc là mọi thông tin ở bên em á, em sẽ để ở phần mô tả để cho các bác có thể dễ dàng hơn để theo dõi. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em.